Cách sử dụng tinh dầu Lợi An làm sao hiệu quả cho bé? Tinh dầu Lợi An đây là một trong những cái sản phẩm mà trong thời gian qua đã được rất nhiều các mẹ đã tin dùng trong cái việc mà hỗ trợ giảm cái tình trạng mà ho khò khè cũng như là ngạt mũi, sổ mũi, ho lâu ngày hoặc là ngủ không ngon giấc của các bé, đặc biệt là các bé ở miền Bắc trong cái thời gian mà miền Bắc đang rất là lạnh như này. Và tinh dầu Lợi An đã là cứu cánh cho rất nhiều các mẹ bỉm sữa để làm sao mà con của mình có giấc ngủ ngon. Tuy nhiên thì rất là nhiều các mẹ đã nhắn tin cho bên mình là em dùng cái tinh dầu Lợi An này nó chưa được hiệu quả. Thì các mẹ hãy xem hết video này để xem là chúng ta đã dùng đúng chưa. Bởi vì cùng một cái sản phẩm là tinh dầu Lợi An, tại sao có hàng ngàn, hàng triệu các mẹ đã dùng và nó rất hiệu quả mà bản thân mình dùng lại không hiệu quả, thì nó chỉ khác nhau là ở cái cách dùng thôi. Vậy thì chúng ta đã dùng đúng chưa? Và có rất nhiều các mẹ khi mà đặt hỏi là em dùng như nào thì hoàn toàn là các mẹ đã dùng sai cái sản phẩm này. Và dùng cái sản phẩm này thì nó rất là đơn giản thôi. Nó ở cái tình trạng là ở cái dạng bôi, cho nên là chúng ta hãy xem hết video này để chúng ta có một cái cách sử dụng làm sao cho đúng cách để làm sao có một cái sản phẩm an toàn, hiệu quả dành cho các bé nhà mình. Nhất là khi mà chúng ta bóc cái sản phẩm này ra thì trong cái sản phẩm này nó đã có tờ hướng dẫn rất là chi tiết dành cho các mẹ rồi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Đạt vẫn làm cái video này để hướng dẫn cho các mẹ. Chúng ta sẽ sử dụng một cái tăm bông như này để mà lấy được cái tinh dầu. Tuy nhiên thì khi mà sử dụng tăm bông này thì rất nhiều các mẹ không bóc được cái đầu này ra, không bóc cái đầu tăm bông này làm sao cho nó mềm, hoặc là kỹ hơn thì các mẹ có thể quấn thêm một cái chút bông y tế này, chút bông y tế này vào cái đầu này. Đấy, vào cái đầu bông này. Mục đích để làm gì? Để làm sao mà nó tạo cái độ mềm cho cái đầu bông này và lấy được cái tinh dầu nó một cách nó dễ dàng và nó thấm vào cái này. Còn nếu không mà các mẹ không bóc cái này ra thì khi mà chúng ta lấy tinh dầu thì cái này nó không đủ thấm được cái tinh dầu, và khi mà chúng ta bôi thì nó không có cái lượng tinh dầu bôi lên cơ thể của bé, cho nên nó không hiệu quả. Và rất nhiều các mẹ đã bị gặp cái tình trạng này. Thì khi đó là cái lưu ý thứ nhất, đó là chúng ta hãy bóp thật mềm cái đầu bông này ra để làm sao mà nó có thể lấy được cái tinh dầu nhiều ra, hoặc là quấn thêm một chút bông ngòn này. Và có một số cái vị trí bôi chúng ta sẽ bôi như sau. Thứ nhất là cái vùng trán này. Đây, chúng ta sẽ lấy tinh dầu và chúng ta bôi ra di 2-3 lần. Đấy, 2-3 lần. Và thứ hai, cái vị trí quan trọng thứ hai đó là cái vùng dọc sống mũi này. Đây là cái nơi mà chứa rất nhiều cái dịch mũi, đặc biệt là các bé ở miền Bắc thì cái mùa này thì các bé rất hay bị sổ mũi và có mũi xanh. Đấy, và chúng ta sẽ đưa 2-3 lần. Cái vị trí thứ ba mà nó giảm được cái tình trạng ngạt mũi cũng như là sổ mũi của bé đó là chúng ta hãy đưa cái đầu tăm bông này vào cái vùng vành mũi này và chúng ta ngoái được 3-4 lần để làm sao mà tinh dầu nó thì thẩm thấu được vào đây. Mũi thứ hai, đó là cái vị trí thứ ba. Và vị trí thứ tư rất quan trọng đó là cái vùng cổ này. Chúng ta khi mà chúng ta lấy tinh dầu, chúng ta hãy bôi vào cái vùng cổ này. Đây là cái nơi mà chứa rất nhiều dịch đờm. Và tinh dầu Lợi An có một cái đặc điểm mà rất nhiều các mẹ cũng như là rất là nhiều những chuyên gia người ta rất thích, đó là có khả năng làm tan đờm và long đờm. Khi mà chúng ta bôi vào cái vùng dịch vùng cổ này đấy, thì nó sẽ có khả năng làm tan đờm và long đờm và có thể đẩy đờm ra ngoài. Có rất là nhiều các bé đã chớ hoặc khạc ra đờm hoặc là có thể luốt vào trong để mà cái dịch đờm nó đưa qua ra ngoài qua đường tiêu hóa. Thì đấy là một vị trí, hai vị trí, và vị trí thứ ba là vị trí nước mũi, và vị trí thứ tư là vị trí vùng cổ này. Đặc biệt mà khi mà chúng ta bôi tinh dầu xong là chúng ta hãy dùng 2-3 ngón tay của mình massage cái vùng thì tinh dầu chúng ta đã bôi, ví dụ vùng trán này, vùng cổ này, massage mỗi vùng 3-40 giây hoặc 1 phút càng tốt để làm sao mà tinh dầu nó thẩm thấu nhanh hơn vào trong cơ thể để giúp cho bé hiệu quả. Vậy thì nó sẽ có hai cái lưu ý rất quan trọng cái mục hướng dẫn sử dụng này, đó là cái đầu tăm bông này khi mà chúng ta sử dụng bôi thì nó phải thì mềm và thấm được tinh dầu, còn nếu không thấm được tinh dầu thì cái việc bôi này nó sẽ không hiệu quả. Đó là cái lưu ý thứ nhất các bạn nhé. Thứ hai là khi mà bôi xong chúng ta hãy dùng tay gì ra massage này, đấy, massage vùng cổ để làm sao mà tinh dầu nó gì thẩm thấu nhanh hơn và nó mang lại hiệu quả nhanh hơn. Thông thường thì sau hai ngày là các bé đã giảm cái tình trạng ho khò khè, hoặc là có rất nhiều các bé thì luôn chớ ra đầm, khạc ra đầm. Đó là cái rất là đặc biệt của tinh dầu Lợi An này các bạn nhé. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng tinh dầu Lợi An để bôi vào vùng lưng và vùng bàn chân cho bé, đặc biệt là các bé ở miền Bắc vào mùa đông này, thì sẽ giúp cho bé có một cái cơ thể ấm áp trong cái mùa đông lạnh giá này. Và chúng ta có thể sử dụng cái tinh dầu Lợi An để tắm cho bé, đã nhỏ 2-3 giọt vào chậu nước ấm và mỗi ngày tắm cho bé một lần sẽ giảm tình trạng là gì ho khò khè cũng như chống viêm cho bé rất là tốt. Thì đây là một cái hướng dẫn mà mình hướng dẫn cho rất nhiều các mẹ bỉm sữa để làm sao mà sử dụng tinh dầu Lợi An cho hiệu quả. Thì các bạn hãy xem hết video này và chúng ta hãy làm đúng để làm sao mà có được cái hiệu quả tốt nhất cho các bé các bạn nhé.